Vào trưa ngày 16 tháng 12 giờ Việt Nam, ca sĩ Phương Loan cùng người nhà nghệ sĩ Chí Tài đã có những chia sẻ đầu tiên trên livestream sau khi cố danh hài ra đi vĩnh viễn. Trong lần đầu xuất hiện, ca sĩ Phương Loan lộ vẻ tiều tụy, suy sụp thấy rõ, cô liên tục bật khóc thành tiếng trong suốt livestream. Ca sĩ Phương Loan ôm chặt chú heo màu trắng và chia sẻ, anh Tài đã đi rồi, hãy để cho anh ấy yên nghỉ và ra đi bình an, mọi người đừng nói thêm gì nữa. Đặc biệt nhất, vợ cố nghệ sĩ Chí Tài còn nói về kỷ vật của người chồng 33 năm gắn kết để lại. Đây là con heo anh Tài mua cho bé heo, mỗi lần đi đâu hay về Việt Nam là bé heo đều mang theo để ôm ngủ. Bây giờ bé heo mang đến đây một chút nữa đặt nó chung với anh Tài, để anh biết có bé heo kề bên. Chia sẻ của ca sĩ Phương Loan khiến khán giả không kìm được nước mắt. Ai cũng cầu mong cho cô đủ mạnh mẽ để vượt qua tang thương và sống tốt khoảng thời gian sau này. Trước đó, danh hài Thúy Nga từng tiết lộ vợ cố nghệ sĩ hy vọng được nhìn thấy chồng bằng xương bằng thịt lần cuối. Suốt những ngày linh cữu cố nghệ sĩ Chí Tài còn ở Việt Nam, ca sĩ Phương Loan không ngủ được. Hiện gia đình đang lo hậu sự để chuẩn bị cho tang lễ và viếng thăm vào ngày 18 tháng 12 tới đây.